Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải luôn giữ mình trong sạch, không sa ngã trước sự mua chuộc lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi danh lợi tầm thường, luôn bảo vệ giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng công an nhân dân như những điều thiêng liêng cao quý nhất. Chiến sĩ công an nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, từ đó tự soi, tự sửa. Trong những năm qua, phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước được duy trì đẩy mạnh. Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm được triển khai liên tục, tỷ lệ phá án đều vượt chỉ tiêu trên giao. Công an thành phố còn triển khai thực hiện hiệu quả đề án 6 của Chính phủ về xây dựng dữ liệu dân cư. Bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đảm bảo yêu cầu bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Từ đây xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đối với xã Hình Quế của em thì cái sẽ giáp ranh với xã Hình Phú của Cờ Đỏ, Vĩnh Khánh ở Hội Sơn An Giang, cùng anh em lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tình hình trật tự trên địa bàn, phòng chống tội phạm, trao dồi phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt và thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ dạy công an dân. Thực hiện đề án 06, em đã dành thời gian để xuống từng hộ dân, vận động người dân đi làm căn cước công dân. Và qua đó thì cái tỷ lệ mà người dân được cấp căn cước công dân trên địa bàn đạt tỷ lệ rất là cao. Trong công tác hướng dẫn đối với các đồng chí thực hiện các cái mặt công tác chuyên môn thì luôn hướng dẫn tận tình đối với các đồng chí. Lực lượng công an thành phố phải quyết tâm thực hiện và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân bằng các phong trào, chương trình hành động thiết thực, gắn việc, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua để thực hiện. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện là tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Dịp này, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, 75 cá nhân điển hình được tuyên dương khen thưởng. Đây là những nhân tố tích cực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.